Ok, xin chào các bạn, thì chúng ta lại quay trở lại với một cái video giới thiệu sản phẩm đến từ shop máy của nội chúng mình. Đợt này thì có rất nhiều những dòng máy vừa về để phụ cho những cái nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên thì thời điểm này nếu như các bạn là một người chúng ta đang cần tìm một dòng máy, thứ nhất là nó phải hiện đại, thứ hai là nó phải có chất lượng ảnh nó đẹp, và thứ ba có thể chúng ta đang cần tìm một dòng máy để phục vụ cho nhu cầu chủ gia đình của mình. Chúng ta muốn là những cái chất lượng hình ảnh nó đem lại nó phải dùng được trong khoảng tầm 10 năm, 20 năm tới mình có thể mình chụp ảnh để mình lưu giữ kỷ niệm của gia đình, mà sau này mình xem lại con cái mình xem những cái chặng đường mà chúng nó phát triển ấy, chúng nó lớn lên mà xem lại ảnh vẫn thấy đẹp ấy, thì mình khuyên các anh em là chúng ta không thể để bỏ qua được một cái dòng máy mà giờ đang rất được nhiều quan tâm, đó chính là dòng Canon ERP. Dòng này thì kênh máy của chúng mình, thậm chí là shop máy của chúng mình thì cũng đã lên sóng nhiều lần, cũng có nhiều video trải nghiệm và đánh giá. Thì nếu như chúng ta có thể muốn xem thông tin chi tiết hơn thì có thể mình sẽ để cái đường link tham khảo đây để cho các bạn, các anh em cùng xem nha. Còn trong video này thì mình sẽ giới thiệu nhanh để chúng ta cùng hiểu những cái thế mạnh của dòng máy này, vì sao nó lại phục vụ tốt cho cái nhu cầu chuẩn hàng ngày của các gia đình nhỏ, các gia đình trẻ. Thứ nhất thì đây là một dòng máy mà thời điểm nó mới ra mắt thì con này nó cũng thuộc dạng là con máy thứ nhất là full frame, thứ hai là đời mới, và thứ ba là mirrorless mà giá khá là phải chăng. Con máy này thì nó giá rất cực kỳ hấp dẫn luôn, mà sau tương đối nhiều năm nó cũng đã đao giá xuống, bây giờ giá rất là rẻ rồi. Thì nếu như chúng ta mà đang cần tìm con máy mà nó kiểu không quá là đời, không cũ nhá, đây là một con máy đời rất là mới luôn, ra mắt từ năm 2018, đến bây giờ vẫn được coi là một thuộc hàng ngũ máy mới mà giá nó phải chăng ấy, thì chúng ta không thể bỏ qua được con ERP này. Một cái con máy mà ví dụ như con RP mình đang cầm trên tay đây, tình trạng đẹp kém luôn, 99%, gọi là sờ vỏ viết các thứ vẫn còn nguyên sần nha, giá bây giờ rất hấp dẫn. Thì nếu như chúng ta quan tâm thì có thể để lại quan tâm ở dưới phần bình luận để chúng mình sẽ cung cấp báo giá cùng với thông tin chi tiết tình trạng của những con máy này để có thể các bạn có thể đặt hàng. Cái điểm thứ hai mình cũng đánh giá rất cao những con máy kiểu đời mới mirrorless như này, đó là cái kích thước của nó. Thì có thể rất nhiều anh em, có thể là những người đã có gia đình, để có vợ, có con, chúng ta cũng đã phải hiểu được rằng là cái mối lo ngại của việc chúng ta phải cầm một con máy, một cái thiết bị gì đấy nó quá cồng kềnh mà đi đi lại lại nó khổ như nào. Nhà mình cũng vừa có em bé, và mình cũng phải công nhận việc là bây giờ mà gia đình mình mà kiểu mình vẫn cứ sử dụng dòng máy nó quá to quá nặng ấy, thì rất là khổ luôn. Trong khi đấy thì con RP này thì như các bạn thể thấy ở đây nhá, con RP này nó rất là nhỏ gọn. Ví dụ mình so sánh với một con máy DSLR đời gọi là đời truyền thống nhá. Đây nhá, đây là một con máy mà DSLR, mà đây là một con máy mirrorless, mà trong khi đấy cái con này cái cảm biến nó to hơn con này mà lại bé hơn rất là nhiều như này, thì bạn sẽ thấy là cái dòng máy mirrorless như con RP này nó kích thước nó nhỏ, nó gọn, nó tiện lợi như này, sẽ đem cho chúng ta một cái trải nghiệm sử dụng nó sướng, nó rất là sướng. Con này thì nhẹ nhá, rất nhẹ, mình cầm trên tay mà cũng cảm thấy chả thấy phải gọi là đắn đo lo lắng gì về sử dụng lâu dài, con này nhẹ cực kỳ luôn. Dòng RP này thì dạo gần đây cũng rất nhiều anh em quan tâm để có thể đem đi kiểu chụp du lịch, đem đi chơi, thậm chí là làm nghề làm dịch vụ, bởi vì nó nhẹ mà dùng con này chả tốn mấy sức nên là dùng được lâu dài rất thoải mái. Con này thì nếu như chúng ta là những gia đình mà kiểu hay đi chơi đi du lịch, hoặc là chúng ta chỉ cần một con máy mà để có thể mang được đi trong kiểu chuyến đi ăn đi uống các thứ, tiệc tùng sự kiện, hay là đơn giản là chỉ kiểu mình muốn chụp lưu giữ cái khoảnh khắc của các thành viên gia đình ấy, thì một cái con máy nhỏ gọn như này thì là một cái lợi thế nó rất là tốt. Một cái điểm thứ ba nữa mình cũng thấy là con máy này cũng nhiều anh em cũng thời điểm này rất thích, đó là cái màu ảnh của nó. Thì như chúng ta đã biết ấy, cái dòng máy full frame mà như con RP này có cảm biến to như này, cảm biến to thì nó đồng nghĩa việc là nó sẽ cho cái chất lượng hình ảnh nó tái tạo lại nó rất là đẹp. Đặc biệt là nếu anh em mà thích kiểu chụp chân dung xóa phông ấy, thì những dòng máy mà mang cảm biến full frame thì nó thường sẽ cho cái hiệu quả ảnh xóa phông nó tốt hơn. Bokeh các thứ xóa phông nhìn lên nó trong trẻo, màu sắc nó đậm đà hơn. Đặc biệt là những cái dòng máy đời mới như con RP này thì bây giờ người ta đã kiểu hoàn thiện thuật toán màu sắc rồi, nên là nó lên màu nhìn rất là sướng mắt. Thậm chí là chúng ta chả cần phải chỉnh sửa gì cả, chụp ảnh phát bán wifi, chuyển ra điện thoại, áp mạng xã hội, người ta nhìn người ta xem cứ nghĩ là anh em gọi thợ hay là thuê đội ngũ các thứ chụp cho, thì ra không phải. Nên là đây là một điều mình thấy là con máy này nó rất là tuyệt vời. Dòng RP này thì nói chung là có một cái điểm cộng nữa, một cái điểm thứ tư nữa rất thích nhé, đó là cái giao diện nó cũng khá là tối giản. Nó không có quá nhiều phím nút, không có quá nhiều cái vòng xoay chức năng các thứ để mà anh em mất thời gian phải làm quen tìm hiểu. Nó cũng là một cái dòng máy nó có màn hình xoay lật cảm ứng nhé, rất là tiện. Chúng ta ai mà có thể mình ngại việc mất thời gian để phải học làm quen sử dụng máy ảnh ấy, thì chúng ta dùng dòng máy mà nó có cái màn hình cảm ứng như này ấy, sẽ là một cái điểm gọi là tiết kiệm rất là thời gian và tiết kiệm công sức cho anh em không phải mất nhiều thời gian để mình học dùng máy.
Tuy nhiên thì con RP này thì sẽ, nếu như anh em nào quan tâm ấy, thì sẽ có hai điểm chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất thì cái dòng RP này thì nó là cái dòng máy gọi là dòng ngàm R, cái kiểu ngàm thế hệ mới của Canon. Thì nếu chúng ta mà có ít kinh phí, chúng ta chưa thể sắm được các dòng ống kính ngàm R gọi là native R đời mới ấy. Những dòng đấy bây giờ giá rất là cao, chúng ta chỉ muốn dùng gọi là để kết hợp với con ống kính ngàm EF đời cũ ấy, thì anh em lưu ý là cho mình là hãy sắm thêm một cái ngàm chuyển, như là cái ở đây, đây là cái ngàm chuyển vi chốc này đấy. Thì nếu chúng ta mà kiểu vẫn còn thắc mắc về cái vấn đề ngàm chuyển này thì cứ hỏi kỹ cái người bán hàng thì họ cũng sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho anh em. Đấy, chuyển lắp vào đây này, sau có thể chúng ta ví dụ như là chúng ta sắm thêm con ống kính chụp chân dung về mình chụp xóa phông cho vợ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sắm thêm một con 85 chẳng hạn ấy, chờ lắp vào. Nhớ nhất là phải có cái ngàm chuyển kiểu này thì anh em mới lắp được con ống kính F đời cũ như này nhá. Đấy, còn không thì sẽ không lắp được. Thì đấy, đây chúng ta đã có được một cái combo chụp chân dung xóa phông mà vợ mình chỉ cần nhìn ảnh là sẽ khen mình eo anh chụp đẹp thế rồi. Rất là sướng, nghe rất là sướng tai. Đấy, chỉ cần đấy là một cái điều phải lưu ý nhá. Và thứ hai, con RP này thì mình cũng đánh giá không cao cái thời lượng pin của nó. Cái thời lượng pin của nó thì ở đây con này đang không lắp pin, nhưng mà cục pin cũng khá bé thôi. Đây cục pin của nó thì nếu như anh em nào mà có thể mình thắc mắc cục pin này thì mình sẽ nêu cái thông tin nhá. Cái con RP này nó dùng là cái cục pin LPM17, cục pin khá là bé. Dùng thì nó cũng không thoải mái lắm, có chắc là chụp khoảng tầm 300 shot là phải thay pin. Nên là nếu chúng ta muốn dùng thoải mái, chúng ta muốn đem đi trong chuyến đi dài thì mình khuyên là hãy sắm thêm khoảng 2 đến 3 viên pin dùng sơ cua, để nếu như có vấn đề gì trong quá trình mình dùng mà có bị chẳng may hết pin ấy thì vẫn có pin khác để mình thay vào mình dùng được tiếp. Chứ không mà mua một con máy mà nói chung là nó xịn xò như này mà đang đi chưa đến nơi mà đã hết pin chả dùng được kiểu nào thì cũng hơi dở. Đấy, thì đây là một con máy mà mình cá nhân mình đánh giá rất cao. Nếu như mà nhu cầu chụp ảnh gia đình thì mình nghĩ con này rất là hợp lý cho anh em để mình tìm hiểu. Thì nếu như chúng ta đang quan tâm đến con Canon EOS RP này, đang muốn biết thêm thông tin chi tiết, tình trạng cụ thể này, giá thành và những cái ưu đãi kèm theo trong dịp này tại Máy Ảnh Cô Nội, thì các bạn hãy để lại bình luận dưới ở phần phía dưới để chúng mình sẽ, tổ tư vấn của shop Máy Ảnh Cô Nội sẽ cung cấp những thông tin cụ thể nhất cho anh em trong thời gian sớm nhất nha.